B thì nó cũng được dạng đó là lớn được tổng hợp từ hai dạng. Thì tất cả các cái cơ chế cái trong của Việt Nam mình đây thì sử dụng chủ yếu đó là EPK, là các dạng EPK là nhiều. Về cái sản phẩm của BM thì đa số hầu hết các sản phẩm đều sản xuất theo công nghệ phức hợp. Thì nói nôm na phức hợp là gì? Phức hợp là tất cả các dinh dưỡng được tổng hợp tại trong một hạt phân. Thì trong một cái hạt phân, ví dụ em ví dụ một cái là sản phẩm trên cái bao phân bao số 15, thì cái hạt phân của nó là sẽ có đầy đủ đạm lân kali 15% trong một hạt phân. Nó khác với cái phân trộn, nó khác với cái phân công nghệ hòa lỏng. Thì khi phân phức hợp trên một bao phân, khi mình rải đều ra thì mỗi hạt phân đều là có tỷ lệ 15 15 15. Nhưng mà vì chẳng hạn như cái phân trộn hoặc là cái phân hòa lỏng thì khi mà có thể nằm ở trong bao, một góc này là tỷ lệ 3 số 15, nhưng mà góc kia lại nó nhìn lên nhìn xuống lại không đều nhau. Khi mình rải ra thì cái góc trên góc cây nó không có đều cái tỷ lệ. Thì đặc tính của cái phân phức hợp cụ thể là thế nào? Phân phức hợp của BM được tổng hợp theo con đường hóa học, nó khác với tổng hợp con đường cơ giới vật lý. Ở Việt Nam mình có một số công ty đang sản xuất theo cái con đường cơ giới vật lý, thì hạt phân được vo viên theo công nghệ cơ giới, còn hạt phân mà tháp cao thì lại là hạt phân được nung chảy và được khi mà hòa ra nhiệt độ lạnh thì đâm ra là hạt phân sẽ teo lành. Chẳng hạn như đường khi mà mình nấu cho nó sôi và khi mà nó bảo hòa, tức là hạt đường khi mà mình nấu ra rồi thì nó bay hơi hết, khi mình đổ không được và hạt đường nó sẽ bị rà đều ra. Thì cái phức hợp granular của BM thì khi nó làm nóng rồi từ trên xuống nó sẽ nhỏ xuống. Chẳng hạn như hình ở đây là đã ra hạt phân rồi, nhưng ở đây là từ đây nó chuyển xuống đây là cái hạt phân khi mà đã đưa ra công nghệ nó rải xuống ở nước thì nó sẽ tổng hợp từng cục gọi là hạt phân nó ra. Thì khi hạt phân đưa ra rồi nó sẽ được vo lại cho nó đều hạt phân. Thì đây là cái máy vo viên lại cho nó đều lại hạt phân. Thì cho nên như đặc tính của phân phức hợp của BM, thứ nhất đó là hạt phân nó đều, và thứ hai tỷ lệ trong hạt phân, tất cả các tỷ lệ trong hạt phân đều phải đồng đều. Bởi vì vào khi mà hạt phân mà không đồng đều, đăng ký theo dạng phức hợp đưa ra thị trường mà khi bị kiểm tra chất lượng mỗi hạt phân không đủ tỷ lệ ở trong hạt phân thì cũng sẽ bị truy tố. Rồi tiếp theo đó là những cái công nghệ phân bón trên thế giới hiện tại là có công nghệ ướp và công nghệ trống đá xoay, công nghệ ure hóa lỏng, công nghệ tháp cao và công nghệ hóa học. Thì em sẽ đi sơ